Im sâm. Tôi hỏi cậu một chuyện. Chuyện gì vậy? Tôi hỏi cậu, tội phạm giết người nên bắt không? Bắt chứ, sao lại không bắt? Vậy được. Bây giờ Dung Thương Hải bị người của Sơn Trang Tỉnh Thủy giết hại, sao tới bây giờ các người vẫn không xử lý vậy? Pháp luật cần có chứng cứ chứng minh. Ông có chứng cứ gì chứng minh Dung Thương Hải bị người của Sơn Trang Tỉnh Thủy giết hại? Chính mắt tôi và Dung Khoan nhìn thấy mà. Ông là su gia của Dung Thương Hải, Dung Khoan là con của hắn. Chứng cứ của hai người không có tác dụng. Cũng có nghĩa là chúng tôi làm việc không thể nghe lời một phía từ các người. Ông nghe rõ chưa hả? Ăn nói lung tung. Tạo phản à? Bắn đi, tao bắn đi. Được, chuyện Dung Thương Hải bị giết các người không lo thì tôi sẽ lo. Các người cứ chờ mà coi. Tôi xem ông làm được cái gì. Tôi đã kêu cậu rời khỏi cái nơi quái quỷ đó rồi mà cậu không chịu nghe. Cậu đã làm những gì hả? Báo thù được chưa? Cậu xem còn hại chết Dung lão gia nữa. Tôi không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Giờ cậu có nói gì cũng đã muộn rồi. Cậu làm sao đối mặt với Dung Dung? Làm sao đối mặt với lương tâm của mình? Mấy hôm nay tôi đang rất là hối hận. Tôi không thể đối mặt với Dung Dung được nữa. Còn nữa, tôi càng không thể tha thứ cho bản thân mình. Tôi phải làm sao đi? Đau quá, anh nói cho tôi biết đi. Bây giờ tôi có thể làm gì cho Dung gia đi chứ? Cậu Hồng Thái. Ủa? Tôi giết chết anh. Cô làm gì vậy? Anh buông tôi ra. Tĩnh. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Cô làm gì vậy? Cô hãy bình tĩnh lại đi. Cha tôi đã chết rồi. Đều là người của Sơn Trang Tỉnh Thủy hại đó. Tôi phải báo thù cho cha tôi. Đúng là cha cô bị người của Sơn Trang Tỉnh Thủy hại. Nhưng cậu ấy cũng không ngờ như vậy. Cô có giết cậu ấy cũng là vô dụng mà thôi. Cha tôi là người thân duy nhất của tôi. Anh đừng ngăn cản tôi mà. Mau buông tôi ra. Cô bình tĩnh lại đi. Dung, bình tĩnh. Tôi có lỗi với cô. Hai mươi mấy năm qua, mỗi ngày tôi đều nghĩ tới chuyện trả thù cho cha mẹ. Trên người của tôi mọc đầy những hạt giống báo thù. Tôi thừa nhận tôi đã gạt cô để lấy trộm bí mật của cha cô. Nhưng tôi thật sự không thể ngờ như vậy làm hại cha cô. Ông Thái, sao mà cậu khờ quá vậy? Cậu tưởng cậu chết rồi Dung lão gia sẽ sống lại sao? Hả? Tôi sẽ dùng máu của mình để rửa sạch tội lỗi của mình. Hồng Thái, Hồng Thái, nào, nào. Mộng anh cạn ly. Mộng anh. Cạn ly mộng anh. Cạn ly. Mộng anh. Mộng anh.
có thời gian đi quan tâm người khác. Nhưng anh không có thời gian để quan tâm em. Em đánh anh đi có được không? Có việc đánh anh đi. Chỉ cần em được vui thôi Mộng Ảnh. Xin lỗi em mà em đánh anh đi. Mộng Ảnh, anh sai rồi. Tha thứ cho anh đi mà. Anh xin em. Anh tỉnh rồi sao? Cô vẫn luôn ở đây sao? Tôi muốn xem rốt cuộc anh có chết hay không. Cô không đồng ý. Diêm Vương không dám nhận tôi, nghe sợ cô. Anh nói vậy là sao? Tưởng mình không bị thương nặng sao? Xin lỗi anh, có phải vết thương đau lắm không? Cảm ơn cô đã quan tâm. Thật ra vết thương trên thân thể sẽ khỏi nhanh thôi, nhưng mà vết thương ở trong lòng rất là khó lành lại. Tôi xin lỗi, trước đây tôi không nên gạt cô. Cô tha thứ cho tôi được không? Nếu không tha thứ cho anh thì tôi đã không ở đây với anh cả đêm rồi. Những chuyện đã qua, cho qua đi. Sau này anh không được gạt tôi nữa. Nếu anh dám gạt tôi sẽ lấy mạng của anh. Mộng Ảnh à, cô thức dậy chưa? Tôi mua đồ ăn sáng, chúng ta ăn chung đi. Anh tự ăn đi, tôi không muốn ăn. Vậy lỡ như Lập Trung không tìm thấy chúng ta thì phải làm sao đây? Cô hãy viết bức thư cho cậu ta. Sau khi tôi đi rồi, căn nhà này cậu phải quản lý đó. Thiếu gia yên tâm, một mình cậu đi tới nơi xa nhất định phải giữ gìn sức khỏe thiếu gia. Nhân anh, cảm ơn em, khoảng thời gian này em đã động viên anh. Lần này tới Tự Ân Tự, anh nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Anh yên tâm, sau khi anh đi em sẽ giúp anh chăm sóc cho Dung Dung. Đại thống. Ồ, Dung Dung đâu rồi hả? Tôi còn nhiều lời chưa dặn dò nó nữa. Ồ, tôi cũng không biết nữa thiếu gia. Anh Dung Dung, em chạy đi đâu đó? Sáng em thức dậy sớm ra ngoài dạo một chút. Anh định đi thật sao? Dung Dung à, sau khi anh đi em phải chăm sóc cho bản thân mình. Phải chung sống hòa bình với Chăn Anh và Khương Thúc Thúc, đừng có mà bướng bỉnh nữa, em biết không? Anh yên tâm đi, em biết rồi. Em đã lớn như vậy
biết cách chăm sóc cho bản thân, không cần người khác chăm sóc. Anh phải bảo trọng. Vâng anh. Dung Dung bướng bỉnh quen rồi, cộng thêm cha qua đời, tâm trạng nó không được tốt. Em đừng tính toán với nó. Anh yên tâm, em biết rồi. Vậy anh đi đây, em nói nhà phụ một tiếng giùm cho anh. Ừ. Thiếu gia, cậu hãy bảo trọng. Thiếu gia. Giang Anh à. Giang. A Khoan đi rồi hả? Ừ. Sau này chúng ta phải ở trong Dung gia. Con và A Dung đi ra đi vô cũng sẽ gặp nhau. Có rất nhiều chuyện, nếu có thể nhẫn nhịn. Cha, cha yên tâm đi, cô ấy là em gái của A Khoan, con sẽ nhường cô ấy. Lập Trung. Nè. Mộng Ảnh đâu rồi? Giờ là lúc nào rồi? Cậu còn nghĩ tới phụ nữ nữa? Sự nghiệp của cậu không còn nữa, cậu có biết hay không vậy? Tôi không cần Diêm Sam hồi phục chức quan nhanh tới vậy. Nghe nói quân trưởng Thái bị cách chức. Thanh Vân à, anh nói tôi biết Mộng Ảnh đang ở đâu đi. Tại sao cô ấy phải rời khỏi? Giúp tôi đi, tôi muốn gặp cô ấy, xin lỗi cô ấy. Lập Trung à, cậu tỉnh táo lại đi có được không? Bây giờ cậu vì một người phụ nữ mà từ bỏ sự nghiệp có phải lúc hay không? Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không thể cứu vãn cục diện. Nghiêm Sâm sẽ không cho tôi về cục bảo vệ nữa. Nên cậu dự định từ bỏ hoàn toàn, về làm người chồng tốt à? Lập Trung à, cậu khiến tôi quá thất vọng. Chút khó khăn này đã khiến cho cậu gục ngã. Sau này cậu có thể làm sự nghiệp lớn gì nữa chứ? Tôi không làm sự nghiệp lớn gì, tôi chỉ cần Mộng Ảnh thôi. Chỉ cần níu kéo trái tim của Mộng Ảnh, tôi sẽ nói là tôi yêu cô ấy, tôi chăm sóc cho cô ấy. Muộn quá rồi. Lần này Mộng Ảnh bị cậu tổn thương quá nhiều, cho nên cô ấy muốn rời xa cậu để đối phương bình tĩnh lại. Cậu cũng đã thấy rồi, kể cả chiếc nhẫn cũng đã để lại đây, chứng tỏ cô ấy bị cậu làm cho tổn thương sâu sắc. Tôi biết đều là lỗi của tôi, khiến cô ấy chịu nhiều cực khổ như vậy. Nhưng mà lần này tôi muốn bắt đầu lại với cô ấy. Bắt đầu lại đó Thanh Vân à. Lập Trung à, cậu quá ích kỷ rồi đó. Cậu coi Mộng Ảnh là cái gì chứ? Lúc công việc bận rộn thì để cô ấy ở nhà một mình, phòng không gối chiếc. Giờ mất công việc rồi lại muốn lụm cô ấy trở về. Cô ấy không phải là đồ vật để cậu muốn lấy thì lấy, muốn bỏ thì bỏ, đâu có biết chưa? Tôi phải làm sao đi? Tôi không thể mất đi Mộng Ảnh đâu Thanh Vân à. Hay là như vậy đi, giờ cậu không thích hợp đi gặp Mộng Ảnh. Bây giờ Mộng Ảnh đang tức giận như vậy, hai người gặp nhau chỉ thêm căng thẳng, lúc đó càng tổn thương tình cảm. Hay tôi đi làm thuyết khách, thử khuyên Mộng Ảnh quay lại. Nhưng mà cậu phải cho tôi chút thời gian thuyết phục cô ấy. Thanh Vân à, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều.
nhà trọ Quảng Ích. Anh có gặp Lập Trung không? Cô đừng có sốt ruột. À, ngày hôm nay cô đang ăn cơm chưa vậy? Cơ thể có thấy chỗ nào không khỏe không? Trời ơi, có đi tìm anh ấy không? Anh nói tôi biết, có nhìn thấy Lập Trung không? Không thấy. Người của cục bảo vệ nói cho tôi biết Lập Trung đã đi công tác rồi. Chắc là mấy ngày nữa mới có thể trở về Phật Sơn. Mộng Ảnh à, cô ở trong phòng có một mình, đừng có suy nghĩ lung tung. Nếu như cô cảm thấy chán thì đọc sách đi, còn không thì cùng tôi ra ngoài đi dạo. Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi giúp cô đi tìm Lập Trung. À khoan, chuyện của cha cậu chắc là ý trời. Cậu đừng có đau buồn quá. Lần này cậu tới Từ Ân Tự định ở lại khoảng bao lâu? Lần này con tới Từ Ân Tự mong nhận được sự chỉ điểm của sư thúc. Nếu con không luyện tốt võ công thì con sẽ không rời khỏi. Được, tôi có thể dạy cậu. Nhưng luyện tập thế nào thì phải xem quyết tâm của bản thân cậu. Đa tạ sư thúc. Dung Dung, chào. Không sớm nữa, mặt trời mọc trên đỉnh đầu rồi. Em muốn ra ngoài hả? Hồi sáng mới mưa xong, tốt nhất nên cầm dù. Chị còn chưa thành thân với anh tôi, nên không phải chị dâu tôi. Làm tốt chuyện của chị trước đi. Dung Dung, rốt cuộc chị làm không đúng ở chỗ nào? Em có thể nói thẳng, tại sao em cứ nói những lời lạnh nhạt với chị? Chị hỏi tôi sao? Từ sau khi chị tới nhà của chúng tôi, nhà chúng tôi luôn gặp xui xẻo. Trước đó anh tôi thành thân với chị lại bỏ trốn. Chị khiến người ở Phật Sơn này cười nhạo nhà tôi, khiến gia đình tôi mất mặt. Nếu không phải chị bị thương ở Từ Ân Tự thì cha tôi sẽ không về muộn, nhà chúng tôi không bị cướp, mẹ tôi cũng sẽ không chết. Còn chuyện lần này cũng là tại vì chị. Chị đúng thật là sao chổi mà, khắc chết cả cha của tôi. Nếu tôi là chị, tôi không có mặt mũi bước vào nhà này. Tôi nói chị biết, tốt nhất nên tránh xa tôi một chút. Tôi không muốn nhìn thấy chị. Cho con rồi. Ông chủ. À, Dung tiểu thư tới rồi. Chị bạn cô Hải ở lại đây luôn đi, mỗi ngày đi tới đi lui phiền phức lắm. Không cần anh lo, nếu không phải vì anh và Hồng Thái là bạn thì tôi đã không khách sáo với anh rồi. Cô khách sáo với tôi từ hồi nào vậy? Sao tôi không cảm nhận được? Người phụ nữ hung dữ như cô á, tôi thấy kể cả hai chữ khách sáo với sao cô cũng không biết nữa. Thôi đi. Tôi biết anh đang khích tôi thôi. Tôi không mắc bẫy đâu. Tôi không giận chút nào cả. Có tiến bộ. Biết tôi đang dùng cách khích cô. Không nói với anh nữa, tình háo sắc. Ê, Hồng Thái, vết thương của anh đỡ chưa? Tôi có đem chút thuốc bổ cho anh nè. Cũng đỡ nhiều rồi, chỉ bị thương ngoài da thôi, không cần phải uống thuốc bổ đâu. Như vậy đâu được. Hôm đó anh bị thương chảy nhiều máu như vậy, đây đều là thuốc bổ máu, anh bắt buộc phải uống. Vậy cảm ơn cô.
Tiếp theo anh định làm gì vậy? Anh vẫn muốn quay về tìm Lý Kình Thiên báo thù sao? Đây là số của tôi, không trốn được. Tôi vẫn phải trở về Hội Lam Đao. Tôi biết rồi, nhưng tôi cảm thấy anh không cần gấp gáp quay về đó. Dù gì họ cũng không biết nhiệm vụ của anh đã thất bại. Anh có thể tiếp tục giả vờ tiếp cận tôi. Rốt cuộc cô muốn nói gì đây? Tôi muốn anh về hãng cá làm việc cho tôi. Giờ anh tôi lại không có ở nhà, tất cả mọi chuyện ở hãng cá đều do một mình tôi quản lý. Nhưng tôi không hiểu cái gì cả. Nếu như khoảng thời gian này anh chịu qua đó giúp tôi thì tốt hơn chỉ có mình tôi. Nhưng mà chuyện của hãng cá tôi không hiểu cho lắm. Hơn nữa cô cũng còn rất nhiều người làm cũ, chắc họ có thể làm giúp cô mà. Đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, anh đã từng hứa với tôi là phải làm hai việc cho tôi mà. Bây giờ việc đầu tiên là tôi yêu cầu anh theo tôi về hãng cá làm việc. Được rồi. Tôi biết ngay anh sẽ không bỏ mặc tôi không lo đâu. Vậy mới đúng là bạn chứ. Sư thúc, người tìm con. Trong Luận Ngữ nói, kiến nghĩa bất di vô dũng giả. Chỉ khi làm việc chính nghĩa mới có dũng khí. Dũng khí của người thường và dũng khí thật sự hoàn toàn không giống nhau. Sư thúc, vậy thì cái gì mới gọi là dũng khí thật sự chứ? Người dũng cảm thật sự luôn luôn bình tĩnh im lặng, không có bất cứ chuyện gì bên ngoài quấy nhiễu sự bình yên trong lòng họ. Đạo lý này thì con hiểu. Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc, cái này cha từng dạy cho con. Phải. Chỉ cần duy trì dũng khí bình tĩnh, cậu mới có thể nhìn kỹ sơ hở của kẻ địch. Đối với một người là muốn giành chiến thắng, thắng là quan trọng của tôn nghiêm. Nhưng ý nghĩa Phật dạy cao nhất là không. Không tức là không có. Nó không đầu không đuôi, không trong không ngoài, ở bất cứ đâu. Khi cậu ngộ ra được lời tôi nói nhưng lại không bị những thứ này trói buộc lấy cậu, đó tức là không. Một khi đạt được cảnh giới này thì chính là thiên hạ vô địch rồi. Bất cứ mọi lúc con người đều phải giữ trái tim bình thường, tâm tịnh phải hoạt bát thẳng thắn, xuất phát từ điểm cân bằng của căng thẳng và chậm rãi, duy trì bình yên thư thái. Như vậy mới có thể dùng bất biến ứng vạn biến, thân thể và tinh thần phò tá cho nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Học võ công không chỉ để cơ thể khỏe mạnh, còn là tu hành của ý chí tinh thần. Khi tâm trí của cậu hoàn toàn thông hiểu trưởng thành, thậm chí không ra tay, chỉ dùng ý chí cũng thắng được kẻ địch. Nhà trò Quảng Bích.